Thế thì chúng ta đã xong cái phần tìm, tức là xong đến phần định vị được cái thương hiệu, tức là chúng ta đã xong cái phần tìm, hay người ta gọi là xong hoạch định về chiến lược marketing, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tạo, tức là tạo giá trị. Nhớ là tất cả những cái quyết định tạo giá trị này nó đều phải phụ thuộc vào cái quyết định gì ạ? Định vị. Các bạn nhớ lại nhé. Thì cái tạo giá trị đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần 1, đấy là quyết định về sản phẩm. Chúng ta có thể nghiên cứu được ra nhu cầu của khách hàng, nhưng mà quyết định về sản phẩm thì chúng ta sẽ quyết định những cái gì? Thì thứ nhất, chúng ta hãy hiểu về cái từ sản phẩm trước đã. Mình hay hiểu sản phẩm là hàng hóa, đúng không ạ? Nhưng mà hiểu cho rộng ra thì sản phẩm nó có 10 cái yếu tố, được chưa? Nó có 10 cái mà mình hay gọi là sản phẩm. Và 10 cái này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các cái nhu cầu của khách hàng, hay người ta gọi là giải pháp. Trong đó có một cái sản phẩm mà chúng ta hay xài, đấy là hàng hóa, chứ không phải cái sản phẩm nào cũng là hàng hóa, được chưa? Chúng ta hiểu cái từ sản phẩm đấy để trong nháy nháy. Hiểu sản phẩm là giải pháp, được chưa? Sản phẩm mà chúng ta hay đầu tiên chúng ta hay đem ra trao đổi, đấy là hàng hóa. Hàng hóa là những cái vật chất mà gì ạ? Có thể cầm nắm sờ mó được. Hai là bán, chúng ta bán sản phẩm, người ta gọi là bán dịch vụ. Dịch vụ là những thứ gì ạ? Không cầm nắm sờ mó được. Hay định nghĩa đơn giản thế này này, dịch vụ là đi làm hộ người khác, được chưa? Tức là mình làm được cái gì mà tốt hơn người khác, giỏi hơn người khác thì đấy gọi là làm dịch vụ. Ví dụ như là dịch vụ tư vấn marketing, dịch vụ làm kế toán thuế, được chưa? Thì đấy gọi là dịch vụ. Cái thứ ba, đấy là người ta bán sản phẩm cá nhân, hay người ta gọi là bán, đúng hơn là bán tài năng cá nhân. Tức là một cái ca sĩ hoặc là diễn viên nổi tiếng nào đó thì người ta bán là bán cái gì ạ? Bán tài năng. Hoặc các bạn đi làm thì đang bán cái gì ạ? Đây là sản phẩm của các bạn, bán sức lao động. Ví dụ chuyên môn của các bạn là làm về marketing thì các bạn đang bán gì ạ? Tài năng cá nhân, được chưa? Bán cái thứ ba, cái thứ tư, đấy là bán về trải nghiệm. Các bạn có thấy các cái khu gì ạ? Các cái khu vui chơi, các cái khu giải trí thì đấy là bán cái gì ạ? Bán cái trải nghiệm mà ngoài đời thật các bạn không có. Ví dụ như đi tàu lượn hay gì đấy đó, thì đấy người ta gọi là bán gì ạ? Bán trải nghiệm. Cái thứ năm, đấy là người ta bán tài sản. Tài sản thì bao gồm những cái gì ạ? Bất động sản có phải tài sản không? Có cái từ sản là bất động sản. Hay là gì ạ? Các cái thị trường tài chính, thì đấy người ta gọi là gì ạ? Sản phẩm tài sản. Tài chính như là cổ phiếu ấy, hay là trái phiếu. Thì buôn bán những cái đó người ta gọi là gì ạ? Kinh doanh về sản phẩm tài sản. Cái thứ 6, đấy là kinh doanh chúng ta, sản phẩm của chúng ta, đấy là sản phẩm tổ chức. Tức là một cái tổ chức ra đời, ví dụ tổ chức gì ạ? Tổ chức phi lợi nhuận, họ cũng có thể làm ra những cái chương trình, nhưng mà họ để làm gì ạ? Họ để quyên góp tiền, họ làm những cái xã hội. Và trong đó thì họ sẽ có một cái phần gọi là phần chi phí do gì ạ? Chi phí cho nhân sự, được chưa ạ? Họ cũng gọi là gì ạ? Sản phẩm đây là sản phẩm tổ chức. Các bạn có thấy ở Việt Nam có nhiều cái tổ chức không? Ở nước ngoài có những cái tổ chức rất là lớn, như là tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, đúng không ạ? Hoặc các trường đại học hay gì đó, nó cũng gọi là tổ chức, trường đại học công ấy. Cái thứ bảy mà chúng ta bán, đấy là chúng ta bán nơi chốn, hay người ta gọi là địa điểm ấy. Cái này là để bán cái gì các bạn? Chủ yếu là để làm gì ạ? Làm du lịch. Dạ, làm thương hiệu cho một địa điểm để bán du lịch. Hoặc là gì ạ? Làm thương hiệu cho một thành phố để làm rất nhiều thứ. Du lịch rồi thu hút vốn đầu tư, được chưa? Nó cũng gọi là sản phẩm các bạn. Cái thứ 8, đấy là thông tin. Cái này ở trong cuộc cách mạng thứ 3 về công nghệ thông tin thì chúng ta thấy là nó đang rất là kinh khủng.
Thông tin có nghĩa là những cái yếu tố về gì ạ? Các cái khóa học này, sách vở này được đóng gói lại và được bán đi, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Báo chí, đấy người ta gọi là các cái sản phẩm về thông tin. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Cái thứ 9 đấy là người ta bán về ý tưởng. Sản phẩm ý tưởng cũng có thể là sản phẩm, được chưa ạ? Bây giờ người ta có thể trao đổi với nhau, hoặc là các cái startup người ta trao đổi với nhau ý tưởng mà người ta đem gì ạ? Lên một cái sàn giao dịch, người ta gọi là giao dịch về ý tưởng, được chưa ạ? Và cái thứ 10 đấy là người ta bán không gian quảng cáo. Sản phẩm không gian quảng cáo tức là người ta tạo ra rất nhiều những cái gì ạ? Những cái nơi cho các cho những cái người dùng, người ta vào, người ta dùng, người ta cũng cập nhật thông tin hoặc là lấy thông tin trên đấy và người ta bán cái không gian quảng cáo đấy. Ví dụ như là YouTube, Google, Facebook, đúng không ạ? Những cái công ty lớn đều là những công ty làm về không gian quảng cáo, được chưa? Vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Kinh doanh sản phẩm chúng ta đừng có hiểu hẹp nó chỉ là hàng hóa, mà chúng ta sẽ gì ạ? Có rất nhiều những cái này. Và thường một quyết định về kinh doanh thường họ có tách riêng những cái này không? Đôi khi họ sẽ trộn lẫn với nhau, đúng không ạ? Tức là giữa gì ạ? Trải nghiệm có thể có cả dịch vụ và hàng hóa, đúng không ạ? Địa điểm sẽ có cả trải nghiệm, cả dịch vụ, cả hàng hóa. Hoặc là gì ạ? Một nhà hàng thì nó bao gồm cả gì? Hàng hóa và dịch vụ. Hình dung ra chưa? Nó sẽ trộn lẫn với nhau. Nhưng chúng ta hãy hiểu khái niệm sản phẩm nó rộng như vậy. Ok. Thế thì bây giờ sản phẩm là để nhằm giải quyết nhu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Tức là nó là giải pháp. Vậy thì sản phẩm nó có những cái cấp độ nào? Chúng ta sẽ sang cái cấp độ của sản phẩm. Dạ. Cấp độ của sản phẩm là để chúng ta đang tìm để chúng ta quyết định sản phẩm theo định vị. Thì cấp độ của sản phẩm nó sẽ đi theo 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên người ta gọi là cấp độ sản phẩm lõi. Đây là cấp độ cơ bản để chúng ta giải quyết được cái gì ạ? Nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là giải quyết nhu cầu uống thì nó là sản phẩm lõi là gì? Nước. Là nước, được chưa ạ? Cái cấp độ thứ hai người ta gọi là sản phẩm hoàn thiện. Tức là lúc này người ta sẽ quan tâm đến các cái tính năng, đúng không ạ? Bao bì, thiết kế, nói chung là một cái sản phẩm nhìn hoàn thiện. Dạ. Và cấp độ thứ ba đấy là cấp độ về giá trị gia tăng, hay người ta gọi là dịch vụ đi kèm ấy. Một sản phẩm nó sẽ có thêm một cái giá trị gia tăng, tức là cái dịch vụ đi kèm, như là các cái dịch vụ về gì ạ? Giao hàng này, rồi là bảo đảm bảo hành, đúng không ạ? Các cái dịch vụ sửa chữa lắp đặt, thì đấy người ta gọi là giá trị gia tăng, được chưa? Và cái vòng của sản phẩm này được quyết định bằng cách là khi chúng ta thêm một cái gì ạ? Thêm một cái yếu tố trong một cái cấp độ này thì chi phí của chúng ta sẽ gì ạ? Chi phí sẽ tăng lên. Vậy thì chúng ta quyết định là do chúng ta đưa cái gì ạ? Đưa cái định vị của chúng ta vào. Giả sử như định vị của chúng ta là sản phẩm cao và giá thấp thì chúng ta phải đưa vào các cái khác biệt nhiều, nhưng chi phí nó phải gì ạ? Không để chi phí tăng lên nhiều quá. Các bạn hình dung ra chưa? Thì đấy là do quyết định sản phẩm ở cấp độ nào là do gì ạ? Do định vị quyết định, được chưa? Và khi quyết định về sản phẩm thì chúng ta sẽ ngồi tách ra tất cả những cái này. Có những cái sản phẩm có những tính năng thiết kế nó không đóng góp gì nhiều thì chúng ta có thể bỏ đi, được chưa? Hoặc là có những giá trị gia tăng nào mà không làm chi phí nó tăng cao quá thì chúng ta có thể bỏ đi. Các bạn hình dung ra chưa?